thiệu quý vị và các bạn, đây là sân gấp Hậu Tràm. Đây là đối diện bờ biển. Lần đầu tiên mình đánh sân này, sân Hậu Tràm. Không biết bữa nay về bao nhiêu đây. View của nó thì nó tương tự như là sân KN. Cái view của nó cũng là cấp linh. Sân góp được thiết kế dọc bờ biển, cấp linh là cung tèo. Tương tự sân cam. Không biết cỏ nó trồng cỏ loại nào đây. Cỏ xịn hay là cỏ thường thường. Xanh và cái con rất là quang sơ. Anh em có thể vừa quýnh góp xong dẫn vợ con lên tắm biển, ra biển tắm luôn. Đây là cái lắp cho tắm cha hả? Không cho là sao? Cho rồi tắm tắm bên đó rồi tắm. Ngọc mới đến chưa nhỉ? Con đến trên nhà. Chưa, Ngọc mới, mọi người tụi nó đang ăn bánh canh Long Hương cách đây khoảng 1 tiếng kìa. Chắc là ăn xa đấy nhỉ? Nó là chưa đến sân. Chắc chưa ăn sáng. Thì căng. Thế thì ông Tuấn nó ăn uống gì? Vậy có nói mình cái ăn uống hả? Ăn chưa? Cái rồi, cho nhiều mình xuống sân này. Đây, cộng thư ký tới. Từ từ cao. Lấy nó vô nước chút rồi. Các bộ cho xuống để cho vô.